không thể nào giấu được nội tại của mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng không ai biết chúng ta đang làm gì. Đó là thông điệp quan trọng nhất sư phụ muốn cho quý vị biết. Người ta sẽ đánh mùi được, họ sẽ nhận biết, họ sẽ cảm nhận được. Đôi khi họ thấy qua thể nghiệm ở bên trong. Cho nên sư phụ muốn quý vị biết là bất cứ bên trong chúng ta ra sao, rất khó mà giấu được, mặc dù chúng ta nghĩ không mấy ai biết. Họ biết. Có thể không phải ai cũng biết, nhưng có người biết. Đó là lý do chúng ta phải chắc là bên trong chúng ta thanh sạch, vì có những vị thánh, có những người đã phát triển giới đẳng cấp cao trên thế giới này. Họ biết chúng ta là ai, họ biết chúng ta nghĩ gì bên trong, họ biết những gì chúng ta làm, mặc dù họ không quen thuộc với lối sống hàng ngày của chúng ta. Họ biết, họ có thể nhìn thấu, họ có thể nhìn xuyên qua lớp quần áo quý vị mặc, không cần biết bộ y phục đó dày bao nhiêu. Họ có thể nhìn xuyên qua tất cả phấn son, không cần biết loại phấn son đó phẩm chất tốt thế nào. Họ có thể nhìn xuyên qua mọi thứ. Cho nên phải chắc là quý vị tốt và thuần khiết. Và quý vị ở cùng với Thượng Đế, thì người ta sẽ thấy điều đó ở bên trong quý vị. Quý vị phải có lòng cảm thông. Ở Ấn Độ, phụ nữ đi một mình đã là mạo hiểm lắm rồi, chứ đừng nói chi ngủ một mình nơi nào đó bên ngoài, dù trên mái nhà hay không. Cho nên đừng làm những điều đó. Có rất nhiều rắn, có rắn và bò cạp và rất nhiều rết. Một người, một cô gái ngủ cạnh tôi trên mái nhà cô ấy. Họ có ba phòng. Tôi thuê một phòng và người khác thuê hai phòng kia. Có một đôi trai gái ngủ trên mái nhà bên cạnh tôi. Cô gái bị cắn bầm tím, sưng dù. Ồ, đó là trường hợp khẩn cấp. Thật sự khẩn cấp. Và họ thật sự không đưa cô đi kịp. Và rồi người bạn trai quá tệ. Anh ta nói, đó là do nghiệp của cô ấy. Cô ấy thu hút loại nghiệp này. Tôi ngủ cạnh cô ấy nhưng không hẳn sát bên như thế này, nhưng gần đó. Và côn trùng độc không thích tôi. Có lẽ vì tôi ăn chay, vị không ngon lắm, không thơm lắm, nên chúng không đến chỗ tôi. Chúng đi hết đến chỗ cô ấy và tấn công cô. Tình trạng của cô thật sự nặng. Người bạn trai không tốt. Không những anh ta không nói điều gì an ủi mà còn nói, ồ, là do cô ấy. Anh ta nói với tôi vậy. Tôi lo lắng nên hỏi, có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Cô ấy không sao chứ? Trông rất đau đớn. Anh ta nói là do cô ấy. Cô ấy thu hút loại nghiệp này. Cô ấy thu hút loại nghiệp này. Tôi nói gì tệ vậy? Tốt hơn anh nên kiếm một xe kéo hoặc gì đó. Chạy theo và chăm sóc cô ấy ngay bây giờ. Đi ngay. Bạn trai kiểu gì mà nói như vậy? Cho dù đó là thật đi nữa, trong hoàn cảnh như vậy nếu mình không nói được gì tử tế thì hãy ngậm miệng lại. Có lẽ họ cãi nhau kịch liệt trước đó, thành ra anh ta không tìm được câu gì tốt để nói. Dù vậy, đây là một câu nói rất tệ. Mấy anh con trai đừng bao giờ nói như vậy với bạn gái của mình nha, hoặc không phải bạn gái. Quý vị phải có lòng cảm thông, phải có bản tánh yêu thương trìu mến nha, phải thể hiện tình thương. Hãy tập thành thói quen, sau đó nó sẽ trở thành thật. Nó sẽ trở thành thật, trở thành bản tánh của mình. Bởi vì quý vị có nó, có bên trong mình, không phải quý vị giả bộ hay đóng kịch. Quý vị thấy nhiều ngôi sao điện ảnh, họ đóng phim với nhau, cặp tình nhân chẳng hạn. Họ tập luyện qua một hoặc hai năm tới khi bộ phim được trình chiếu. Và sau đó khi hết đóng phim, họ dặn cảm thấy như họ thật sự yêu nhau. Đôi khi như vậy, hoặc có lẽ không thể thoát ra vai diễn của họ một thời gian để đóng vai khác trong bộ phim kế tiếp. Họ vẫn còn bối rối, không rõ họ có lẽ là Adam Smith hay có lẽ họ là vị vua Ai Cập trong phim. Chúng ta cũng phải trợ giúp bằng công tác xã hội. Chúng ta còn phải trợ giúp bằng những công tác xã hội. Bất cứ việc gì chúng ta có thể làm để giảm bớt sự đau khổ là công việc cao cả nhất, không những được thế giới này nhìn nhận mà còn được trời đất tán thán nữa. Vì vậy cho nên khi quý vị cho ai điều gì họ đang cần thiết,
cần sự thương yêu hay cần sự an ủi vật chất, lúc đó quý vị cảm thấy rất dễ chịu. Tại sao quý vị thấy vui sướng? Vì lúc đó quý vị và Thượng Đế là một. Quý vị đang làm công việc của Thượng Đế. Quý vị làm một công việc đúng đắn và quý vị thật sự đại diện cho thiên đàng khi làm công tác từ thiện này. Có thể những người này là những chúng sinh tâm linh. Họ hy sinh để sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, hầu quý vị có thể học bài học thương yêu. Đó là vì sao tất cả những vị minh sư ngày xưa thường khuyên chúng ta khi cho ai thứ gì, khi làm một điều tốt cho ai, chúng ta chớ nên tự mãn. Chúng ta có thể cảm thấy thoải mái thì được, nhưng chúng ta nên cảm ơn là mình đã có cơ hội để làm việc đó. Có một cuốn sách rất nổi tiếng vừa xuất bản gần đây ở Hoa Kỳ, trong đó một người đã chết, lên thiên đàng, và bà ta được cho thấy rất nhiều vai trò của con người tại trái đất này. Một trong những điều bà ta được thấy là một người đàn ông say rượu, dơ giấy, say sưa, già nua và cô đơn đang ngủ tại một góc đường. Và thiên nhân hỏi bà có biết người đó là ai không? Và bà từ trên thiên đàng nhìn xuống và nói, chỉ là một người đàn ông say sưa, ngu dốt, vì ông ta trông thật giống như một người say rượu, ngu si, xấu xí, dơ giấy, bẩn thỉu, già nua và không có giá trị gì cả. Nhưng sau đó, các thiên nhân hé mở cho bà xem lý lịch thật sự của người này. Rồi bà mới biết người này là một thiên nhân rất vĩ đại, được đất trời kính nể. Ông đã hy sinh thời gian của ông nơi trái đất để giúp bạn của ông. Bạn ông là một luật sư đang ở cách đó một đoạn đường, trên cùng con đường đó. Vị luật sư luôn luôn làm những điều tốt cho người nghèo và cho sự bất công trong nước. Mỗi lần nhìn thấy người đàn ông say rượu này, ông lại quyết định làm nhiều hơn. Nếu không, ông sẽ quên hoặc không đủ sự cố gắng. Nhưng cả hai đã quên lời hứa với nhau trước khi tới trái đất này là họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Vì họ là đôi bạn tốt trên thiên đàng, và đó là cách họ hỗ trợ nhau. Nhưng dĩ nhiên là viên luật sư sẽ nhận được tất cả sự vinh quang và công trạng, còn người say rượu thì phải chịu tất cả những sự chê bai, khinh bỉ của mọi người. Và dù biết hay không biết, cả hai đều làm công việc của họ rất tận tình, cho đến khi thời gian tới, họ sẽ trở về thiên đàng. Là một người say rượu nằm ở đó chỉ để nhắc nhở bạn mình cố gắng tranh đấu cho người nghèo, cho những người tuyệt vọng, cho những người vô gia cư và những người tương tự. Bất cứ việc gì chúng ta có thể làm để giảm bớt sự đau khổ là công việc cao cả nhất, không những được thế giới này nhìn nhận mà còn được trời đất tán thán nữa. Tình thương vô điều kiện thật sự. Trước khi đến đây chúng ta có tình thương, nhưng dần dần, một là xã hội làm cho nó hao mòn, hoặc những kinh nghiệm xấu khiến chúng ta bất mãn và rồi chúng ta khóa nó lại. Đôi khi chúng ta chỉ khép cửa, không khóa, và rồi dần dần quá mức, chúng ta khóa lại và không muốn mở ra lại, và dứt chìa khóa đi. Do đó tình thương không có cơ hội để phát triển hay mở ra và bàn rải khắp nơi. Bây giờ đôi khi cũng vì kinh nghiệm tiền kiếp, thật ra không có cớ gì nhiều, nếu chúng ta tiếp tục nắm lấy tình thương đó, chúng ta sẽ không bao giờ mất nó. Nếu chúng ta mất tình thương, đó là gì chúng ta muốn? Chúng ta muốn hành động ngược lại với tình thương. Bằng không, ai cũng có thể mất tình thương đó vào bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do nào. Đời này đủ cho chúng ta mất bất cứ gì, đừng nói chi đến tình thương. Nhưng chúng ta luôn có nó và phải dùng nó, bởi vì chúng ta chỉ có bấy nhiêu đó. Chỉ có vậy, tình thương. Và nếu chúng ta không dùng lực lượng tình thương, thì dĩ nhiên nó chỉ trở thành như bị gói lại hoặc thu nhỏ, và rồi nó vẫn còn đó, chỉ không trải rộng, không đổi mới, không hữu dụng trong bất cứ cách nào. Mỗi khi có cơ hội hoặc bất cứ hoàn cảnh nào, hoặc bất cứ lúc nào quý vị cảm thấy sẵn sàng để chết vì người nào đó, đó là khi quý vị đạt nó. Quý vị đạt toàn bộ của nó, thậm chí hy sinh bản thân, quý vị không màng sự sống của mình cho con cái, cho vợ, mẹ, cha quý vị, thậm chí chó của quý vị. Vào lúc đó quý vị hoàn toàn câu thông với tình thương của mình. Và nếu quý vị tiếp tục cách này luôn luôn trong loại tâm tưởng này,
thì quý vị không cần tôi. Quý vị không cần tôi gì cả, hiểu không? Quý vị thẳng bước trên đường đến cảnh giới thứ năm, bất cứ đẳng cấp nào có thể lên được. Tình thương là như vậy, không cần phải như là một sự biểu diễn bằng nước mắt, ôm ấp, thư từ hay lời lẽ dài dòng, thơ văn hoa mỹ, không cần phải vậy. Chỉ cần biết trong tâm mình rằng mình sẵn sàng thậm chí liều mạng sống nếu cần cho bất cứ ai. Nếu tâm quý vị là như vậy, thì quý vị biết rằng quý vị chủ động chính mình, rằng quý vị thật sự ở trong tình tưởng đó, và quý vị không có mất nó, và quý vị là vĩ đại. Nhưng có một điều khác. Điều khác này là đôi khi liên hệ nhân quả. Như kiếp trước người đó cứu quý vị, kiếp này quý vị sẵn sàng để cứu người đó. Cho nên đó có thể thậm chí không phải tình thương. Đó có thể chỉ là nghiệp lực khiến quý vị làm vậy. Nhưng nếu quý vị làm vậy với tình thương trong tâm, sẵn sàng hy sinh, sẵn lòng muốn làm vậy, đó là chuyện khác. Cho nên có 2-3 loại gọi là tình thương vô điều kiện. Đôi khi trông giống như tình thương vô điều kiện, nhưng có thể chỉ là nghiệp lực, và đôi khi giai trả. Lần trước người đó rất tốt với quý vị, họ làm điều gì đó phi thường cho quý vị, nên kiếp này quý vị hứa trở lại làm bất cứ gì để đền đáp sự tử tế đó. Nó in hằn trong quý vị, ghi khắc trong tâm quý vị, cho nên quý vị muốn làm bất cứ điều gì cho người đó, thậm chí hy sinh mạng sống. Đó là cảm giác sâu xa chỉ dành cho một người. Điều đó khác. Nhưng nếu quý vị sẵn lòng hy sinh cho bất cứ ai khi cần đến, thì lại khác. Khi người đó cần đến, khi hoàn cảnh cần đến, mình nên hy sinh mạng sống mình để người đó sẽ được an toàn và sống còn. Đó là chuyện khác. Đó là tình thương vô điều kiện thật sự, không phải người mình chọn, không phải luôn luôn là người quý vị rất thích. Như vậy cũng tốt, nhưng không phải như là quý vị hy sinh cho bất cứ ai, ngay cả người lạ. Giống như tình thương của Chúa Giêsu đối với đệ tử Ngài vào thời đó, hoặc đối với nhân loại vào thời đó, Ngài không hy sinh vì đệ tử thôi. Dĩ nhiên Ngài làm vậy cho đệ tử, bởi vì Ngài nhận lãnh tất cả nghiệp quả của đệ tử Ngài vào thời đó. Nhưng đồng thời còn cộng nghiệp của toàn địa cầu nữa, trên vai Ngài. Ngài dĩ nhiên không thể thay đổi địa cầu qua đêm, nhưng một phần của nghiệp quả sẽ đổ lên Ngài. Dĩ nhiên, bởi vì đệ tử của Ngài liên hệ với đệ tử khác, hoặc đệ tử liên hệ với người khác mà người khác liên hệ, toàn nhân loại đều liên kết với nhau. Và quý vị biết, nhân loại không phải luôn tử tế gì mấy với nhau, và với các đồng cư, như những dạng sống yếu đuối hơn như thú vật, cho nên dĩ nhiên, nghiệp quả rất nặng nề. Những gì bên trong sẽ thể hiện ra bên ngoài. Không thiền thì không có gì tốt đi ra. Không bỏ cái tốt vào, làm sao có cái tốt đi ra. Thành thử đường lối cư xử và hành động của mình sẽ nói lên những gì bên trong mình. Mặc dù đôi khi hành động của thân thể không liên quan gì đến linh hồn, nhưng phần lớn những gì diễn ra trong tâm đều thể hiện ra bên ngoài, phải không? Cho nên làm gì cũng phải cẩn thận. Bởi vì nó giống như tấm gương, như máy truyền hình. Ai cũng có thể nhìn thấy những gì diễn ra ở bên trong khi nó thể hiện bên ngoài, qua hành động bên ngoài của mình. Dù muốn điều gì, cũng đừng thương hại người khác. Vấn, rất khó mà phân biệt được ý muốn của mình hoặc ý muốn của Thượng Đế. Và băn khoăn tự hỏi, đây là phép lạ hay sao? Là tôi tưởng tượng hay là sự thật? Sư phụ, có một việc mà quý vị có thể làm là dù quý vị muốn điều gì cũng đừng làm thương hại đến người khác. Như vậy thì không sao. Dù có phải do con người làm hay không cũng không sao. Nếu là thiên ý thì điều đó sẽ được thực hiện. Nếu là ý muốn của quý vị sẽ biết ngay. Quý vị sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Nếu quý vị đã cố gắng hết sức nhưng khi làm lại không được thuận lợi thì quý vị sẽ biết rằng đó không phải là thiên ý. Quý vị lúc nào cũng phải làm hết khả năng mình. Dù đó là thiên ý hay là ý muốn của mình, nếu không gây thương hại cho người khác, thì quý vị có thể thực hiện việc ấy cho đến khi thành công hay thất bại. Nếu thành công, thì quý vị biết điều này hợp với kế hoạch của thiên đàng. Nếu không thành công, hoặc có hậu quả tai hại,
thì quý vị sẽ biết điều này không phải là thiên ý. Quý vị chỉ việc làm và đừng suy nghĩ nhiều. Sẽ đến một lúc khi quý vị làm mà không biết là mình làm, đó là lúc quý vị đạt tới đẳng cấp của minh sư. Mọi người đến nghe quý vị làm được rất nhiều việc nhưng quý vị không biết. Vì cái cảnh vật chất quý vị biết, hay một số về việc tâm linh, hoặc có thể quý vị không biết gì cả. Bởi vì điều quý vị muốn là lực lượng của toàn vũ trụ, quý vị không còn muốn điều gì riêng tư nữa. Thân thể quý vị vẫn còn tồn tại, nhưng quý vị không còn ở đó nữa. Quý vị đã câu thông, nên không cần phải ở trong nhục thể nữa. Phải, vẫn còn câu thông và nhìn xuống từ cảnh giới cao hơn. Cho nên lúc đó, đầu óc của quý vị không biết quý vị đang làm gì. Đó là lúc quý vị làm mà không làm, biết mà không biết. Vì sao phải giữ thân khẩu ý trong sạch? Thật ra sự suy nghĩ của chúng ta rất quan trọng. Chúng ta nên để ý đến tư tưởng của mình cho luôn luôn được thiện lành, như vậy tốt hơn. Vì sự suy nghĩ của chúng ta là nguyên liệu cho sự hình thành của mọi việc trên vũ trụ này. Nếu tư tưởng thật mạnh mẽ, nó sẽ được cụ thể hóa ngay lập tức. Nếu không đủ mạnh, nó sẽ mất một thời gian. Chúng ta sẽ quên đi, sẽ nghĩ rằng nó đã xảy ra đơn độc, không liên quan gì tới sự suy nghĩ của chúng ta. Nhưng thật ra là từ sự suy nghĩ của chúng ta mà ra. Đó được gọi là nghiệp chướng. Trồng nhân nào thì gặt quả nấy. Hãy thận trọng để tư tưởng của chúng ta luôn được trong sạch. Vì nhiều người có thể đọc được tư tưởng của chúng ta. Thường thì người này được che đậy từ người khác, cho nên họ không biết ai đang nghĩ gì. Như vậy tốt cho họ. Nhưng đôi khi có người có khả năng đọc được tư tưởng của quý vị, và các thiên nhân có thể đọc được tư tưởng của chúng ta. Chúng ta là một cuốn sách mở rộng cho toàn vũ trụ, cho nên hãy cẩn thận. Bất cứ lúc nào chúng ta nghĩ đến một điều gì xấu, thì tốt hơn hết là hãy cắt bỏ ngay. Nếu không thì thật là trở ngại. Hơn nữa, từ tư tưởng chúng ta tạo ra từ trường tốt hay xấu cho trái đất này và cho thân thể. Nếu tư tưởng chúng ta cực mạnh, thì một cá nhân có thể làm cho sự việc xảy ra, làm cho những việc tốt hay xấu xảy ra. Nếu không mạnh lắm, thì một nhóm người suy nghĩ cùng một việc sẽ khiến cho việc đó xảy ra. Vì thế chúng ta thấy, như đã đề cập trước đó, đôi khi một nhóm người, một bộ lạc, có một vài nét đặc tính giống nhau hay có một sự việc xảy ra tương tự cho họ hay cho quốc gia của họ. Đó là cộng nghiệp. Vì tư tưởng giống nhau sẽ thu hút cùng một thứ. Vì thế trong việc tu tập hàng ngày, chúng ta được khuyên bảo là nên giữ gìn thân khẩu ý thanh tịnh. Cho nên trước tiên chúng ta giữ gìn từ trường của cá nhân chúng ta thanh tịnh, và chúng ta có thể cũng tạo ra từ trường thanh tịnh cho thế giới, nơi chúng ta sinh sống, và cho thiên đàng, cho vũ trụ nữa. Cho nên càng nhiều người thực hành điều này, thế giới càng trở nên thanh tịnh, hay ít ra được quân bình, không phải là tệ lắm. Nếu không ai có thể hít thở, thì không ai có thể ở trong này. Đó là cách chúng ta có thể làm tròn nhiệm vụ của mình tại thế, để gia trì cho trái đất. Quý vị có thể thấy việc giữ gìn thân khẩu ý của chúng ta thanh tịnh quan trọng chừng nào không? Trích đoạn lời của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các bản tin và trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.